hội khóa ngày hôm nay. Trong một thời gian hạn hẹp, không thể có sự xuất hiện của tất cả các bạn trong clip. Nhưng với 10 phút vừa rồi, chúng tôi mong muốn các bạn có thể nhìn lại chặng đường 15 năm chúng ta đã đi qua. Những tháng ngày chúng ta được sự dìu dắt của các thầy cô, những tháng ngày chúng ta bươn trải ngoài cuộc sống. Nhưng quan trọng hơn hết là ngày hôm nay chúng ta đã trở về. Những ngày tháng yêu thương, những gương mặt thân quen của các bạn học sinh trên Bắc Giang sẽ đồng hành với mỗi chúng ta trên những ngã rẽ của cuộc sống. Và từ mái trường phổ thông trung học năng khiếu Ngô Sĩ Liên, những cánh chim đã tung cánh bay về mọi miền Tổ quốc, khắp nơi trên thế giới, để hôm nay hạnh phúc trở về bên nhau. Thưa các thầy các cô, ngày hôm nay chúng con trở về đây, trở về mái trường xưa. Chúng con, những học sinh chuyên Bắc Giang hôm nay đã trở về, tự hào báo công với các thầy cô về chặng đường 15 năm tung cánh. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời bạn Dương Kim Huệ, lớp trưởng, lớp chuyên văn, đại diện cho các bạn học sinh khóa 7 lên báo cáo thầy cô về những đổi thay sau 15 năm của khóa 7 chuyên Bắc Giang. Xin trân trọng kính mời bạn. Xin trân trọng kính mời bạn Dương Kim Huệ, và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho Dương Kim Huệ. Kính thưa thầy Cao Ngọc Thành, người hiệu trưởng đáng kính của khóa 7 chúng em. Kính thưa ban giám hiệu trường phổ thông trung học chuyên Bắc Giang. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo đã dìu dắt khóa học sinh K7. Thưa toàn thể các bạn cựu học sinh khóa 7. Ngày hôm nay tròn 15 năm về trước, ngày 24 tháng 5 năm 2000, chúng em, những cô cậu học trò khóa 7, niên khóa 1997-2000, những cánh chim đầy màu sắc của chuyên toán, lý, hóa, anh, Nga, Pháp, văn, sinh, rời tổ ấm, là mái trường phổ thông trung học năng khiếu Ngô Sĩ Liên, đã gắn bó suốt 3 năm để tung cánh bay đi muôn nơi. Giờ đây, những cánh chim chờ đầy ước mơ ấy đang trở về thăm lại tổ ấm yêu dấu của mình, tìm lại những người thầy, người cô năm xưa đã nâng cánh cho những hoài bão ấy bay cao, bay xa. 15 năm, quãng thời gian đủ dài để chúng em hiểu rằng điều gì đã làm ấm áp trái tim của chúng em đến thế. Nhiều thăng trầm của cuộc sống đã đi qua, nhiều cung bậc cảm xúc chúng em đã trải, nhưng có một tình cảm vô cùng thiêng liêng, bền chặt, vẫn ở đó, luôn ở đó, sâu thẳm trong trái tim mỗi chúng em, nhắc nhớ chúng em tìm về bên ngôi trường xưa, tìm lại những người thầy, người cô năm nào, để chúng em có thể nói lên sự biết ơn chân thành nhất. Xin cảm ơn các thầy, các cô. Bằng tâm huyết và lòng yêu thương, thầy cô đã mở ra chân trời trí thức mới lạ, giảng dạy cho chúng em biết bao điều hay, lẽ phải, giúp chúng em tiếp cận và lĩnh hội tri thức, khơi dậy trong chúng em những khát vọng vô cùng. Xin cảm ơn các thầy, các cô đã cùng chúng em dệt nên biết bao kỷ niệm thân thơ bên ngôi trường phổ thông trung học năng khiếu Ngô Sĩ Liên. Đó là những niềm vui, những giọt nước mắt gắn liền với mỗi mùa thi, những khoảnh khắc vỡ hòa sung sướng khi chờ đón kết quả thi học sinh giỏi tỉnh, học sinh giỏi quốc gia. Đó cũng là những lúc đói run người sau tiết năm được vây bát cơm nóng mà U Cúc cấp dưỡng nấu, hay lúc hân hoan lên học bổng ở phòng của U Yến kế toán. Có khi chỉ là những rung động đầu đời, những cảm xúc bất chợt vu vơ từ lớp này chuyển phát nhanh sang lớp kia qua cái ô cửa sổ nhỏ nhỏ ở phòng của chú Trương bảo vệ. Nhiều nhiều lắm thầy cô ơi. Đó là lúc lũ học sinh ký túc xá trốn đi xem phim về muộn, len lén chạy về phòng khi nghe tiếng húng hắng ho của bố Hy, dù biết rằng lúc nào bố cũng chỉ nở một nụ cười đôn hậu. Và rồi vẫn lũ quỷ sứ nghịch ngợm ấy gục đầu vào vai nhau không dưng dứt trước di ảnh bố Hy. Thầy ra đi đột ngột khi kỳ thi tốt nghiệp lớp 12 bắt đầu. Chuyện Bắc Giang ngày ấy giờ đã trưởng thành, cứng cáp hơn rất nhiều rồi. Đôi cánh dang rộng bay đến mọi miền Bắc Trung Nam của Tổ quốc, vượt qua cả đại dương để đến những châu lục khác. Chúng em góp mặt ở nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực khác nhau, như luật,
dù trong các lực lượng vũ trang, nhân dân, kiến trúc, xây dựng, kinh doanh, thương mại. Có nhiều bạn học tập và sinh sống ở nước ngoài như Pháp, Nga, Nhật. Có những bạn công tác tại những cơ quan chủ chốt của Trung ương như Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động, Thương binh Xã hội. Nhiều bạn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, thạc sĩ. Và có một số lượng không nhỏ trong chúng em đang tiếp bước các thầy cô để làm giảng viên các trường đại học, cao đẳng và làm giáo viên các trường cấp 2, cấp 3, tiểu học, mầm non. Và chúng em hiểu hơn những trăn trở, những lo lắng của thầy cô năm nào. Càng nhiều lòng mình phải cố gắng trở thành những người thầy, người cô tận tâm với học trò như tình cảm mà thầy cô đã dành cho chúng em. Trong thời khắc hội ngộ thiêng liêng và xúc động này, có những người thầy chúng em không thể gặp lại được nữa. Và trong chúng em cũng có những người bạn không bao giờ có thể gặp lại được các thầy, các cô. Đó là những mất mát không gì có thể bù đắp được. Nhưng cuộc sống vô thường, chúng em chỉ mong và xin được kính chúc các thầy, các cô luôn luôn mạnh khỏe, bình an, luôn là điểm tựa tinh thần để chúng em dựa vào mỗi lúc trên đường đời cảm thấy yếu lòng hay chùn chân mỏi gối. Chúng em sẽ nỗ lực hơn nữa để sống tiếp cuộc đời đáng sống này, để xứng đáng với những gì các thầy, các cô đã dành cho chúng em, xứng đáng là học sinh của thầy cô, học sinh chuyên Bắc Giang. Ai cũng đi qua tuổi học trò, nhưng mỗi khi có ai đó hỏi cấp 3 học trường gì, chúng em lại dõng dạc trả lời chuyên Bắc Giang, tự hào như con nít khoe điểm 10 vậy. Vì thực sự chúng em cảm nhận được ở mái trường này, chúng em không chỉ được học để mai này làm nghề, mà còn được học để hôm nay chúng em làm người. Thầy cô đã dạy chúng em những lẽ sống giản dị nhất, đó là người yêu người, sống để yêu nhau. Và mỗi một thành viên trong ngôi nhà chung chuyên Bắc Giang, dù đi đến chân trời góc bể nào mà gặp được một thành viên chuyên Bắc Giang khác, cũng như hiểu nhau lâu lắm rồi. Và sự đồng cảm, đồng điệu ấy đến tự nhiên, không hề gò ép. Điều gì đã làm nên thứ tình cảm gắn bó bền chặt vô hình ấy? Chỉ có thể là bản sắc riêng của chuyên Bắc Giang. Tình yêu cho đi là gấp đôi tình yêu nhận lại. 15 năm công cánh, muôn phương những cánh chim này đã đến, sao vẫn đau đớn trở về khoảng trời yêu thương nơi trường chuyên Bắc Giang. Chúng em cảm thấy ở nơi đây niềm hạnh phúc xen lẫn sự tự hào vô biên. Cảm ơn các thầy, các cô đã cho chúng em niềm tự hào ấy. Một lần nữa xin được bày tỏ với các thầy cô, chúng em tự hào là học trò của các thầy cô, tự hào là học sinh chuyên Bắc Giang. Xin cảm ơn các thầy cô đã lắng nghe tiếng lòng của chúng em. Học sinh chuyên Bắc Giang xin chào. Trân trọng giới thiệu các thầy cô